Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang hôm nay. Trước hết là một số nội dung chính sẽ có trong chuyên mục. Các dự án mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên tạo việc làm thường xuyên cho 600 lao động. Tỉnh Sơn La có 5 khu điểm du lịch được công nhận theo luật du lịch. Tuyên Quang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Không chỉ được coi là cây xóa đói giảm nghèo, hiện nay việc phát triển các dự án cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn tạo việc làm thường xuyên cho trên 600 lao động. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 13 dự án trồng cây mắc ca được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô gần 86.000 ha, trong đó các địa phương đã triển khai trồng được trên 4.200 ha cây mắc ca, tổng kinh phí đầu tư trên 1.320 tỷ đồng. Các dự án trồng mắc ca đang được quy hoạch phát triển và mở rộng đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 600 người dân trong vùng dự án với mức lương từ 5 đến 12 triệu đồng, không chỉ đem lại hiệu quả về kinh tế. Hiện nay, việc trồng và phát triển các dự án mắc ca đang góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống cho nhân dân vùng dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch số 211 về việc triển khai quyết định số 546 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan đã xác định rõ trách nhiệm và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan đơn vị trong việc triển khai thực hiện, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, đánh giá, cập nhật kịp thời những chủ trương, nhiệm vụ đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm đổi mới sáng tạo, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Các sở ngành địa phương, cơ quan đơn vị triển khai tuyên truyền, tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 100%, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm tham gia bảo hiểm y tế. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Theo luật du lịch, khu du lịch là nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn với ưu thế về tài nguyên du lịch tự nhiên, được quy hoạch đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch, đem lại hiệu quả về kinh tế xã hội và môi trường. Đây là những tiêu chí quan trọng để Sơn La nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch địa phương. Đến nay, tỉnh Sơn La đã có 5 khu điểm du lịch được công nhận theo luật du lịch, gồm khu du lịch Rừng Thông Bản Áng, huyện Mộc Châu, điểm du lịch Thác Dải Yếm, huyện Mộc Châu, điểm du lịch Pha Đin Tóp, huyện Thuận Châu, điểm du lịch Rừng Vàng, thành phố Sơn La, điểm du lịch Đền Hang Miếng, huyện Vân Hồ. Việc đáp ứng được các tiêu chí khu điểm du lịch là tiền đề quan trọng để tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển du lịch, trong đó gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, quản lý khai thác bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết tốt vấn đề lao động việc làm và an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thời điểm này, trà lúa mùa của Lào Cai đang vào chín, thời tiết nắng mưa thất thường nên các địa phương vận động bà con nông dân tranh thủ những ngày đẹp trời, khẩn trương ra đồng gặt lúa nhằm đảm bảo chất lượng hạt lúa tốt nhất, vừa giải phóng nhanh đất để trồng cây vụ đông. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, bà con nông dân bản liền đang khẩn trương gặt lúa. Vụ này toàn xã cấy được 184 ha, thời điểm này đã gặt xong khoảng 70% diện tích. Thời tiết thuận lợi, gieo cấy đúng lịch, đúng kỹ thuật nên lúa tốt. Nhà nào cũng vui vì dự ước năng suất đạt tới 58 tạ một hecta. Nhà tôi có khoảng 1.000 mét vuông thì giống thì cân giới thu về thì tầm 5 tạ giống thóc. Nếu tốt thì vẫn năng suất cao. Còn tại xã Nghĩa Đô, được bà con trong bản đổi công, niềm vui mùa thu hoạch vụ mùa của gia đình chị Hoàng Thị Kỳ càng được nhân lên bởi vụ này lúa được mùa, bông to chắc hạt. Vụ lúa mùa năm nay, các địa phương tập trung gieo cấy cánh đồng một giống, sử dụng các giống lúa chất lượng cao, áp dụng biện pháp thâm canh cải tiến, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng hạt lúa. Xã có kế hoạch triển khai trồng cây lúa vụ mùa là theo cái kế hoạch giao và triển khai đúng khung thời vụ và gieo cấy đúng lịch theo quy định và tưới nước tưới tiêu đảm bảo cho đồng ruộng và đạt cái tổng diện tích được giao. Vụ mùa năm nay toàn tỉnh gieo cấy được 23.600 ha lúa, chủ yếu là các giống lúa thuần chất lượng cao như BC16, Thiên Ưu, TBR225, Bắc Thơm, Sáng Củ. Theo đánh giá của các địa phương và ngành nông nghiệp, vụ mùa năm nay chắc chắn sẽ đạt năng suất cao, chất lượng lúa tốt.
Hiện các địa phương đang khẩn trương thu hoạch nhanh gọn để chuyển diện tích đất sang gieo trồng cây vụ đông. Xác định công tác giải phóng mặt bằng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến tiến độ triển khai thi công của dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tỉnh Tuyên Quang đã quyết liệt chỉ đạo các cấp các ngành địa phương tập trung thực hiện. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã triển khai theo đúng quy định. Gia đình ông Trần Văn Sơn, thôn 5, xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn có trên 2,4 hectare đất nằm trong diện phải thu hồi để xây dựng tuyến đường cao tốc này. Trong đó trên 400 m2 đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm với rất nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả đang cho thu hoạch. Nhận thấy lợi ích mang lại khi tuyến đường này hoàn thành, gia đình ông đồng thuận nhận tiền đền bù và nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và tuyên truyền vận động các hộ khác cùng thực hiện. Đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ này đi qua đây thì cũng có lợi một số người dân. Cái thứ nhất là mở mang được cái đường xá, cái thứ hai là thông mạch cái tuyến đường. Ngay phút đầu tiên là tôi đã nghĩa là chủ động để bàn giao luôn, xong rồi tôi chuyển đi chỗ khác. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai được tách thành hai tiểu dự án độc lập tại địa phận tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ do các địa phương làm chủ đầu tư. Trong đó, tiểu dự án 1, địa phận tỉnh Tuyên Quang. Hội đồng bồi thường huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang đang chỉ đạo di rời các đường điện, đường dây viễn thông ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng, giải quyết các kiến nghị của một số hộ dân về ranh giới thu hồi đất. Đến nay, cơ bản đã bàn giao được 11,3 km, đạt 100% kế hoạch. Xây dựng 3 khu tái định cư, di rời hạ tầng kỹ thuật như đường điện, nước, viễn thông đạt 80% khối lượng. Trên địa bàn xã Nhữ Khê có 12 km chạy qua trên địa bàn với 25 hộ dân cần phải di rời. Qua cái việc tuyên truyền vận động, người dân cũng đã nhận thức được cái việc đó là đúng đắn chủ trương của Đảng, nước để mở mang cái việc giao lưu hàng hóa với lại các cái tỉnh bạn cũng như các xã lân cận để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Từ đó thì vận động tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể cũng như là toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ tập trung tuyên truyền vận động để người dân nhận thức được cái việc chủ trương là mở đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ để đưa ra cái sự thị trường để tiếp cận các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch triển khai của hai tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, dự án cao tốc này sẽ hoàn thành vào quý 3 năm 2022. Việc tập trung triển khai giải phóng mặt bằng của các địa phương đang góp phần quan trọng quyết định đến tiến độ của dự án quan trọng này. Tuổi trẻ có ưu thế nhanh nhạy trong việc tiếp cận công nghệ mới và đam mê khát vọng cống hiến. Chính vì vậy, thời gian qua, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La đã thông tin tuyên truyền các nội dung, chương trình hành động về tăng cường vai trò của thanh niên tham gia chuyển đổi số cộng đồng. Sơn La hiện có trên 75.800 đoàn viên, trong đó đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư chiếm trên 60%. Đây là lợi thế trong triển khai các hoạt động hướng dẫn chuyển đổi số cộng đồng. Tỉnh đoàn Sơn La đã chỉ đạo đoàn cơ sở tham gia các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 100% tổ, bản, tiểu, khu, phố. Ưu tiên lựa chọn những người trẻ nhiệt tình, có kiến thức về công nghệ thông tin, tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số làm thành viên. Đoàn viên thanh niên tiến hành hướng dẫn các cái hộ tiểu thương trên địa bàn phường, đặc biệt chú trọng tập trung vào cái hướng dẫn các cái hộ tiểu thương tại các cái chợ trên địa bàn phường cài đặt cái ứng dụng Viettel Money cũng như là app vỏ sò, lựa chọn ra một số các cái gian hàng có sản phẩm đặc trưng, ví dụ như sản phẩm thịt khô, sản phẩm thổ cẩm, sản phẩm măng khô, một số các cái sản phẩm đặc trưng mang cái nét đặc trưng riêng của Sơn La và tiến hành là up lên cái app vỏ sò để có thể góp phần đưa cái sản phẩm mang tính đặc trưng của vùng miền đến với khắp mọi miền trên tổ quốc. Hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc phổ cập công nghệ số, kỹ năng số tới từng người dân, là cầu nối của chính quyền địa phương nhằm tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số. Tôi cảm thấy rất là lợi ích, bởi vì là khi mà mọi người không cần cầm theo tiền mặt, mọi người có thể là cầm theo một chiếc điện thoại tải ứng dụng thông minh thôi, thì mọi người có thể là thanh toán, mua bán bất kỳ cái gì cũng được, bất kỳ ở đâu cũng được. Thực ra là tôi cũng muốn hàng bán hàng online từ lâu rồi, nhưng mà chưa có là biết cách làm. Thì hôm nay có đoàn thanh niên của phường Trường Nề ra hướng dẫn rồi bày cách để tập làm cho nó thông thạo.
Lực lượng đoàn viên thanh niên của tỉnh cũng đã và đang góp phần vào công tác chuyển đổi số tại các cơ quan đơn vị, qua đó cho thấy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong tiến trình hội nhập, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ. Thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai là vùng đất đầy tiềm năng để phát triển du lịch, trong đó có những loài hoa bản địa là sản phẩm đặc thù được du khách yêu thích và nhớ đến. Bởi vậy, người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực làm rất tốt công tác bảo tồn và phát triển hoa bản địa để góp phần phát triển du lịch. Vườn hồng này hiện có hơn 3.000 gốc hồng cổ quanh năm nở hoa rực rỡ, là điểm check-in hấp dẫn của rất nhiều du khách. Để có được vườn hồng cổ quý này, anh Đỗ Phú Chính đã dày công sưu tầm nhân giống từ năm 2012 đến nay. Năm 2020, vườn hồng Mộng Mơ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn là nơi thí điểm bảo tồn giống hồng cổ Sapa, hỗ trợ nhân giống, đào tạo, nhân công. Trước là mình cũng chỉ theo làm theo cổ truyền ngày xưa ấy, chiết thôi. Về sau này là liên kết với chỗ Học viện Nông nghiệp 1, chỗ các thầy ở đấy là hướng dẫn làm tạo ra để nhân ra cái giống nào là tốt nhất và nhanh nhất cho bà con. Gần 20 năm theo đuổi nghề trồng địa lan, hiện anh Tráng A Của có hơn 200 chậu lan đang sinh trưởng tốt. Nghề trồng địa lan giúp anh Của thỏa đam mê với loài hoa quý của núi rừng, đồng thời còn mang lại nguồn thu nhập rất tốt cho gia đình. Cái này mình muốn là giữ gìn nên thì mình phải chăm sóc cho nó tốt, là nếu mà mình muốn để lâu dài đấy, giữ lan của mình nó là không hết giống đấy. Mình phải năng nào mình phải tách nguyên giống, mình phải tách ra, nhưng mà mình phải nó là trồng thì mình phải nó xem nó là trồng đánh mùa nào mới tách thì mới là không được bệnh. Nếu mình trồng để kiểu là thời điểm mùa mưa đấy, nhưng mà là mình không xem thời tiết mình trồng thì nó lại có một số là hay là bị bệnh. Hiện thị xã Sapa có khoảng 100.000 chậu địa lan, tập trung nhiều tại xã Tà Phìn, Sapa, Ngũ Chỉ Sơn. Hoa hồng cổ cũng được nhiều hộ dân trồng với diện tích lớn nhỏ khác nhau, vừa để làm đẹp nhà, vừa đón du khách đến tham quan trải nghiệm. Trong quá trình triển khai thực hiện việc bảo tồn các cái loài hoa đặc hữu ở Sapa thì cũng có những cái khó khăn nhất định. Chính vì vậy cho nên là trong định hướng phát triển du lịch Sapa thì có quy hoạch và khuyến khích các cái doanh nghiệp và người dân tạo nên những cái vùng hoa nó có một cái quy mô lớn để đón du khách đến trải nghiệm theo các mùa. Bảo tồn hoa bản địa gắn với phát triển du lịch là hướng đi phù hợp, lâu bền trong tương lai của Sapa, hướng tới tạo những vùng trồng có quy mô lớn, phục vụ xu hướng du lịch xanh của du khách. Thưa quý vị, Hạ Hòa nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ, được thiên nhiên ưu ái với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, gắn liền với thời đại hùng vương dựng nước. Nơi đây cảnh sắc vẫn giữ được nét nguyên sơ và chứa đựng nhiều bất ngờ thú vị. Đang được trên thuyền để thưởng ngoạn đầm Ao Châu, một trong những địa danh địa điểm du lịch rất là hấp dẫn của huyện Hạ Hòa. Trang hay Trang có thể giải thích cho quý vị khán giả cũng được biết là tại sao lại gọi đây là đầm Ao Châu không? Đầm Ao Châu là tương truyền rằng là ngày trước khi mà vua Hùng muốn tìm đất để đóng đô ấy, thì là có đi qua vùng đất này thì thấy cái thiên nhiên ở đây rất là phong phú. Thì là có 99 cái ngọn đồi và 99 ngách nước. Thì còn có một câu chuyện bên lề nữa là vua Hùng thì là đã chứng kiến là cảnh hai con trâu vàng giao chiến với nhau, và sau đó thì hai con trâu đã lặn xuống cái đầm này. Thì, từ đó thì là vua Hùng đã đặt tên cho cái đầm này là đầm Trâu Vàng. Thì sau này là người dân thì gọi một cái tên gần gũi hơn đấy là đầm Ao Châu. Bước ra từ truyền thuyết nước Ao Châu dồi dào trong xanh quanh năm, lại có hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ với 99 ngách nước đan xen cài cắm vào trong các khe đồi, tạo nên một bức tranh kỳ vĩ. Từ trên cao nhìn xuống chẳng khác nào vịnh Hạ Long thu nhỏ. Đến đây vào những ngày nắng đẹp, làn nước chuyển màu xanh ngọc bích vô cùng cuốn hút. Càng đi vào sâu, càng ngạc nhiên trước khung cảnh hùng vĩ hoang sơ, phóng khoáng của đất trời, tâm hồn, bởi thế mà rộng mở, sảng khoái biết nhường nào. Sau khi mà mình đã thưởng ngoạn cái khung cảnh ở trên đầm Ao Châu này, thì mình sẽ tới một nơi để nghỉ chân, có thể thư giãn, ăn uống và có thể nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Đó chính là những homestay nhỏ xinh bên đầm Ao Châu. Đến đây bạn có thể dạo bước trên những con đường ngập tràn sắc màu, hít hà vị nồng nàn của đất, hương dịu ngọt của hoa cỏ và cảm nhận làn gió mát rượi thổi lên từ đầm.
Với những cô nàng yêu thích chụp ảnh thì đây là không gian lý tưởng để lưu lại những bức hình đáng nhớ cùng gia đình, bạn bè. Khi tới du lịch đầm Ao Châu ấy, mình không thể không thưởng thức những cái đặc sản của đầm Ao Châu. Đặc biệt là ở Ao Châu thì có cá rất là ngon. Cá này là do người dân ở địa phương đánh bắt và cá tự nhiên ở của đầm Ao Châu. Ở đây thì là mình sẽ có hai cái món, đó là lẩu cá và cá nướng. Cá nướng ở đây thì mình sẽ cuốn với cả các loại rau này, bún, bánh đa. Hương vị cá ở đây thì rất khác những nơi khác, thì là nước đầm ở đây rất là trong sạch. Mời các bạn cùng thưởng thức cái ẩm thực ở đầm Ao Châu với chúng mình nhé. Cá sống tự nhiên trong đầm nên săn chắc, từng thớ thịt mềm ngọt, ăn một lần sẽ nhớ mãi. Vị nước lẩu thì cay cay, thanh thanh rất đặc biệt. Chắc chắn hương vị ấy sẽ chiều lòng những vị khách khó tính nhất. Không quá cầu kỳ, một bữa ăn như vậy cũng đủ cho ta thêm nhiều năng lượng để tiếp tục hành trình khám phá Vịnh Hạ Long giữa vùng đất tổ. Chuyên mục Tây Bắc chuyển động của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.